Xin chào cả nhà, chào mừng mọi người đang đến với channel Happy Together. Mình là Danny Dũng. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong chương trình Cooking với Danny nhé mọi người. Và lần này thì Danny sẽ giới thiệu với mọi người món ăn rất là quen thuộc với Danny ở tuổi thơ tại miền Tây, đó là xôi sầu riêng. Sầu riêng ngày xưa thì chúng ta phải ăn theo mùa, nhưng mà bây giờ thì quanh năm mọi người ơi, người ta đã làm lai từ cái này qua cái kia, cho nên giống sầu riêng có quanh năm. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện. Và bây giờ thì Danny giới thiệu với mọi người nguyên liệu chính ngày hôm nay để chúng ta làm món xôi sầu riêng nha mọi người. Cực kỳ đơn giản thôi, không thể thiếu đó là sầu riêng. Sầu riêng thì Danny sử dụng sầu riêng đông lạnh nha mọi người. Theo kinh nghiệm của Danny thì sầu riêng đông lạnh Danny mua 9 trái, 10 trái là ngon hết, 9 trái, 10 trái nha mọi người. Và cũng rất là dễ ăn thôi. Có nhiều người nhiều khi không biết sử dụng thì khi mà mình mua về thì theo như Danny á, cái sầu riêng nó tùy theo cái thời tiết, có khi khoảng 8 tiếng, 9 tiếng là được rồi đó. Đừng có để cho nó bị chảy nước nhiều quá, nó thấm nước vô cái muối sầu riêng nó bị lạc, nó không ngon mọi người. Và cái món kế tiếp để làm nên món xôi đó là phải có xôi, có nếp đó mọi người. Nếp mà chúng ta muốn ngon thì chúng ta phải ngâm qua đêm nha. Để khô như thế này nè. Để một hồi nữa Danny sẽ chỉ cho mọi người cách hấp xôi mới ngon mà nhanh gọn lẹ nữa. Và nguyên liệu kế tiếp để chúng ta tăng thêm cái vị ngon của xôi đó là mè, đậu phộng, đường, muối, để chúng ta làm muối mè mọi người. Và nước dừa, nước cốt dừa nè mọi người. Nước cốt dừa thì chúng ta sẽ có thêm dừa bào này nha. Dừa bào thì trong chợ bán nhiều lắm. Và nếu mà người nào mà dân miền Tây giống như Danny thì cực kỳ thích ăn béo nha. Để chúng ta sẽ bây giờ có thêm cái bột nước cốt dừa nữa mọi người. Nếu mà chúng ta muốn béo chúng ta thêm vô. Còn chúng ta không ăn béo nhiều thì không cần phải thêm vô. Và cái món bánh tráng để chúng ta cuốn xôi nè mọi người. Nó có rất là nhiều màu, trắng xanh vàng đỏ nữa, nhưng mà hôm nay thì Danny sẽ sử dụng màu trắng thôi cho nó tinh khiết. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện nha. Đây mọi người thấy là nước của mình đã sôi đúng không mọi người. Khi mà mình nấu xôi á, mình phải nấu cái nước cho nó sôi trước đi nha, xong mình hãy để nếp vô. Nãy Danny quên nói mọi người là chúng ta có lá dứa nữa mọi người. Ở đây thì chúng ta sẽ lá dứa đông lạnh thôi, nhưng mà nó vẫn thơm như thường. Đây chúng ta hấp xôi là ngon nhất nha. Còn bây giờ mình không có cái nồi hấp này thì mình có thể nấu bằng cái nồi à. Cơm điện nó cũng có chế độ mình nấu xôi nữa mọi người. Đây mọi người thấy này, khi mình để nếp vô á, mình nhớ để cái lỗ chính giữa nha, cho nó có cái thông hơi á thì cái nếp mình nó mới mau mềm. Đây xong mình đậy nắp lại, trong mình để vô đây chút xíu một miếng ở dưới nha để cho nó thơm thôi. Còn lại một miếng thì hồi nữa mình sẽ làm cái nước cốt dừa. Ok, được chưa? Trong lúc mà đợi cái nếp nó khoảng chừng 2 phút á thì Danny sẽ pha cái hỗn hợp nước cốt dừa, đường với xíu muối để mình rưới vô đây cho nó thấm vô cái xôi nó béo hơn mọi người. Bây giờ thì Danny sẽ pha cái hỗn hợp mình làm cái nước cốt dừa để mình chan vô trong xôi cho nó mềm mọi người. Cái này thì mình không cần nhiều đâu, chỉ chút xíu muối thôi. Một chút xíu đường. Đó. Mình không cần nhiều đâu tại vì Danny thường thường á, mình nấu xôi á, ít như vậy á, mình sẽ chia ra làm 3 lần, mỗi lần Danny chỉnh đồng hồ 5 phút. Mình rưới 3 lần nước cốt dừa thôi là được, và mình rưới nhiều quá xôi nó bị mềm, nó cũng ngon đó mọi người. Đây, cái lon nước cốt dừa mình khui ra thì nó sẽ là như vậy nè. Xong rồi cái mình lấy ra một miếng. Mỗi lần mình rưới á, là khoảng chừng 2 muỗng, thì Danny sẽ làm 6 muỗng. Tại vì cái này ít thôi. Còn nếu mà mình nấu nhiều thì tùy theo mọi người nha. Đó, nãy giờ như vậy là giờ Danny bắt đầu sẽ rưới vô đây. Bây giờ mình mở nắp ra nè. Mình mỗi lần mở nắp á, mình chỉ có lấy cái miếng giấy, khăn giấy để mình lau cái nắp đi cho nó cái mồ hôi nó đừng có nhiều quá để nó nhiễm xuống nếp á. Mỗi lần mình rưới á, mình sẽ rưới từ từ thôi mọi người. Đây, một muỗng, 2 muỗng. Rồi, mình đậy nắp lại. Rồi, chỉnh đồng hồ. 5 phút sau mình sẽ mở ra mình rưới tiếp như vậy 3 lần xong rồi mình ngưng thêm khoảng 3 phút, 4 phút nữa là khoảng tổng cộng khoảng 20 phút thôi là nếp nó đã chín rồi đó. Tại vì mình đã ngâm qua mềm, nếp nó mềm nữa mọi người. Rồi, như vậy là bây giờ chúng ta sẽ qua cái bước kế tiếp là chúng ta sẽ làm cái nước cốt dừa. Bây giờ chúng ta sẽ thắng nước cốt dừa cho mọi người. Cái phần còn lại hồi nãy á, thì Danny làm hết nước cốt dừa.
dễ lắm mọi người ơi. Chúng ta chỉ cần để vô một chút xíu đường, cũng chút xíu đường, chút xíu muối tùy theo khẩu vị của mọi người. Xong rồi muốn cho nó hơi đặc lại chút xíu, chúng ta sẽ có chút xíu bột năng. Anh đi nghĩ là nước thắng nước dừa chắc ai cũng biết. Có đường là phải có muối thì nó mới đậm đà cho mọi người à. Nó sôi lên là chúng ta để cái phần hỗn hợp bột năng vô nha. Trong lúc mà đợi nước cốt dừa sôi thì mình sẽ làm cái bột năng nè mọi người. Chúng ta lấy từng xí thôi và tan với bột nha, bột với nước nha. Mình không cần làm đặc lắm đâu mọi người, chúng ta làm lỏng lỏng thôi thì mình chan vô trong xôi nó mới ngon nha. Và trong lúc mà đợi cái nước cốt dừa nó sôi lên á, để mình đợi bột năng vô á, thì Danny sẽ làm cái muối mè nha. Đây mọi người, đậu phộng mình đâm nhuyễn ra ha, trộn với mè với chút xíu muối và một chút xíu đường tùy theo khẩu vị của mình nêm nếm cho vừa ăn thôi. Ngọt nhiều hơn mặn chút xíu là nó sẽ cực kỳ ngon. Rồi, nước cốt dừa sôi nè mọi người. Sôi là mình cho lửa xuống medium đi. Cái hỗn hợp này là bột năng nha. Mình không có bột năng, mình có thể làm bột bắp cũng được nữa mọi người. Nước cốt dừa thì Danny không có làm đặc lắm đâu, vừa vừa thôi. Thêm rồi bây giờ mình nó sắp đặt rồi, mình để lấy dứa vô cũng được nữa mọi người, mình để trước cũng được nha, để sau cũng được nha, nó cũng thơm như thường. Tại vì nó còn nóng á, thì cái chất lấy dứa nó vẫn ra như thường. Không á, trong lúc mình để lấy dứa vô cho nó thơm á mọi người, cho nó sôi lên á, mình đang để lửa thấp á, thì Danny sẽ làm cái hỗn hợp sầu riêng nha. Sầu riêng mình lấy hột ra thôi, lấy hột ra rồi mình quết cho nó nhuyễn đi, quết cho nó mình tán ra chứ, tán ra cho nó nhuyễn. Xong cái mình tắt lửa cái nước cốt dừa, mình để sầu riêng vô, mình quăng quậy đều với nhà là thơm lừng luôn. Một chai sôi ăn cực kỳ ngon. Mọi người thấy sầu riêng đông lạnh ngon không? Ngon dễ sợ ha. Nè mọi người thấy đi, tán không? Tán đến nhuyễn rồi. Đây là một món ăn mà ngày xưa mà khi mà học cấp 1 á, được bà nội cho tiền để mình ăn một miếng xôi, sầu riêng, đậu phộng, nước cốt dừa như vậy là đã là mình hạnh phúc nhất khi mà còn nhỏ mọi người. Bây giờ lớn lên nhớ lại mình được làm món, những cái món ăn mà mình yêu thích cũng là niềm hạnh phúc luôn. Cho nên tiếng Anh nó có một cái câu mà Danny rất là thích, đó là I do what I want và I love what I do. Cực kỳ đơn giản nhưng mà ý nghĩa mọi người ha. Danny bây giờ cũng vậy đó, làm những chuyện gì mà mình yêu thích thật là hạnh phúc, và làm cho ba mẹ mình hãnh diện về mình nữa còn hạnh phúc hơn nữa. Rồi bây giờ nhuyễn ở đây, Danny sẽ để vô trong cái hỗn hợp nước cốt dừa rồi hòa tan ra thôi, là chúng ta nhắc xuống là chúng ta có thể ăn được đó mọi người. Những cái nồi mà mình xài bằng cái chảo điện từ, cái lò điện từ như thế này nè, thì chúng ta nên dùng những cái đũa bếp bằng cây nha mọi người, nó không có bị cháy cái nồi, xài nó bền hơn. Đó là bí quyết của người xưa truyền lại tới bây giờ, nó vẫn còn hữu hiệu mọi người, vẫn còn work nha. Đây, mọi người thấy hấp dẫn không? Nếu mà ở ngoài á, mọi người sẽ nghe mùi thơm, rất là thơm luôn mọi người. Xôi chín rồi, nước cốt dừa chín rồi, miếng mè làm rồi, dừa sẽ có rồi. Thì bây giờ Danny đã làm trước một hai cái nè mọi người. Đây, mình để vô khung nè, giống như mỗi lần mà mình đi ăn ở quán Thái á, xôi xoài người ta cũng làm như vậy thôi. Để nước cốt dừa để xoài lên là thành xôi xoài nha. Còn mình là xôi sầu riêng, nước cốt dừa thì mình sẽ làm theo cách của mình. Ngày xưa thì đó là như vậy nè, miếng bánh tráng nè mọi người. Ít xôi vô nè. Hồi xưa thì
mong cho mấy cô mà bán bánh xôi á giúp cho miếng xôi bự chút xíu nữa. À, mình bây giờ thì mình xôi ít thôi nhưng mà mình ăn nhiều cái gia vị vô cho nó ngon nha. Đó, dừa sợi hấp dẫn không? Xong mình sẽ để vô một miếng muối mè, đường. Cái này mình làm xong cái mình để vô bịch chip lót mọi người, để cũng làm đến sáng, mỗi buổi sáng mình đi làm á, mình đem theo mình ăn sáng cũng cực kỳ ngon nha mọi người. Ra bữa nay đi chợ mua nó không có cái màu trắng xanh vàng đỏ như mình muốn, nó chỉ có màu trắng thôi mọi người. Bây giờ chợ cái gì cũng thiếu trơn á, ngộ ghê. Năm nay vừa mọi thứ vừa lên giá mà nó lại thiếu đủ thứ trơn, cho nên lâu lắm rồi Danny đi không có làm cái cooking là vậy đó. Nhiều khi mình muốn ăn những cái món ngày xưa mà mình thích nhưng mà tìm nguyên liệu nó lại không có, cho nên bây giờ có những cái món này thì mình tạm thời mình ăn cho nó đỡ nhớ, để nhớ quê nhà nhé. Bây giờ với bye bye cũng lên quá à, trên năm xa chắc mới về. Còn mọi người có kế hoạch gì không? À, sắp tới thì Danny nghĩ là tháng 10 Danny sẽ đi khu New England đó mọi người. Có ai muốn đi chụp lá vàng với Danny không? Nếu mà muốn đi thì nhắn tin cho mình nha. Đấy, trong đây là nước cốt dừa, nó có sầu riêng nè, nó có nói chung là nó vừa béo vừa có sầu riêng vừa thơm, rất là ngon. Rồi bây giờ thì chúng ta bắt đầu ăn thôi. Mọi người nhìn dĩa xôi của Danny hấp dẫn không mọi người? Vừa có mùi thơm của lá dứa, mùi thơm của sầu riêng, mùi béo của dừa, của núi mè đường. Ôi, gợi nhớ một tuổi thơ cực kỳ đáng yêu của Danny ngày xưa tại miền Tây. Như vậy là trong những giây phút vừa qua, Danny chia sẻ với mọi người một cái kỹ thuật cực kỳ đơn giản để nấu xôi sầu riêng. Chúng ta chỉ cần ngâm nếp qua một đêm thôi, về nấu thêm nửa tiếng nữa thôi là có món ăn nhanh gọn lẹ mà lại ngon nữa mọi người, chắc chắn là thành công nha. Hy vọng là mọi người sẽ yêu thích chương trình này của Danny và thành công với món xôi sầu riêng này. Còn bây giờ Danny xin cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình của Danny. Hẹn gặp lại mọi người vào thứ ba tuần sau. Bye bye.